High Valued Women. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về hình ảnh một cô gái có giá trị cao và làm sao để trở thành một cô gái như vậy. San vừa mới đi học về và ngày hôm nay thì trời rất là lạnh luôn. San mang một chút không khí lạnh mùa đông của Anh Quốc đến cho các bạn với một outfit rất là ấm áp mùa đông như thế này. Không biết là ở chỗ các bạn trời đã lạnh chưa? Phần lớn những người theo dõi của San là những cô gái. Các bạn có thể đang sống ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Và cho dù chúng ta có đang sống ở bất kỳ một nơi nào đi chăng nữa thì San nghĩ rằng là điều quan trọng của một cô gái đấy chính là cô ấy nhận ra được giá trị của mình. Cô ấy biết được rằng người khác nên đối xử với mình như thế nào và mình nên sống, ứng xử, suy nghĩ ra sao để được tôn trọng, để được là chính mình, để được sống cuộc sống mà các bạn mong muốn. Với San thì việc trở thành một người phụ nữ có giá trị cao ấy có nghĩa là bạn sở hữu những phẩm chất và những cái đặc điểm cho phép các bạn sống một cuộc sống trọn vẹn và có mục đích. Một người con gái có giá trị, cô ấy biết giá trị của mình ở đâu. Và đương nhiên, người khác muốn chơi đùa với cô ấy không phải là điều đơn giản. Chúng ta luôn nghĩ rằng là tại sao ông trời lại cho con gặp những người rất là tệ. Những người mà suốt ngày ghost rồi là xuất ẩn thoát hiện lúc nóng lúc lạnh. Nhưng mà các bạn biết không, chúng ta mới là người chấp nhận những người đó bước vào cuộc sống của mình. Với một cô gái có giá trị cao, cô ấy sẽ không chấp nhận những người như vậy. Một chàng trai playboy, anh ta biết cách để test những người phụ nữ. Anh ta biết cách để gây sự chú ý. Anh ta có thể đến với bạn với rất là nhiều những sự quan tâm, chăm sóc mà người ta vẫn hay gọi là love bombing. Anh ta giải liên tục những dấu hiệu của sự quan tâm, cái sự yêu thương để khiến bạn cảm giác nghiện. Và sau đấy anh ta sẽ biến mất. Sau khi người ta cảm giác là con mồi này đã cắn câu rồi thì người ta sẽ làm lơ bạn, để bạn cảm thấy thiếu, để bạn cảm thấy là bị ghiền, bạn phải quay trở lại tìm anh ta, phải đau khổ vì anh ta, phải tự hỏi là không biết mình đã làm gì sai, tại sao tự nhiên anh ta lại làm lơ mình. Và đối với một cô gái có giá trị, cô ấy thừa hiểu những điều mà anh ta đang làm với mục đích như thế nào. Và ở trong trường hợp này thì cô ấy sẽ không cố gắng để có thể kết nối lại với chàng trai này, mà cô ấy sẽ tự đặt ra một câu hỏi cho chính bản thân mình rằng liệu người này có xứng đáng để mình đầu tư tình cảm hay không. Và đó cũng là lý do vì sao mà thường những cô gái có giá trị cao ấy rất là khó để tán đổ. Tại vì rất là khó để lấy được niềm tin của cô ấy. Và sẽ cần một người thực sự coi trọng giá trị của cô ấy và thực sự yêu cô ấy một cách chân thành. Và nếu như bạn đang gặp những trường hợp như là mình cứ phải tìm kiếm sự chú ý từ đối phương, bạn cảm thấy là người ta bỗng nhiên người ta bỏ rơi mình, không biết mình sai ở đâu và làm sao để mình có thể gọi là kết nối lại với họ, làm sao để mình có thể lấy lại cái tình yêu đấy của họ, thì hãy từ từ các bạn phải lùi lại một chút để các bạn nhìn nhận một sự thật rằng bạn có đang thực sự coi trọng giá trị của mình hay không. Tại sao bạn phải quan tâm đến một người mà họ không thực sự yêu bạn? Một người con gái có giá trị, cô ấy sẽ không play game. Đàn ông không thể nào play game với cô ấy và đương nhiên cô ấy cũng không làm điều đấy với người khác. Bởi vì coi trọng giá trị của mình và coi trọng đối phương. Vậy nên là nếu như cô ấy không thích người ta thì cô ấy sẽ nói rõ là thể hiện bằng hành động, không cho người ta những cái cơ hội. Tuy nhiên với người mà cô ấy thích thì cô ấy vẫn sẽ có những cái tín hiệu xanh để người ta có thể đến gần mình hơn. Nhưng mà cô ấy sẽ không play game, nghĩa là không cố gắng để gây sự chú ý để người ta thích mình. Và rồi lại quay ngoắt đi và bảo rằng là tôi không hề thích bạn, tôi chỉ flirt như vậy thôi. Bạn dính thì đấy là việc của bạn, không như vậy là chúng ta không có trách nhiệm. Sao cũng đã từng nói về cái điều này rồi. Đối với một người con gái có giá trị ấy, cô ấy sẽ không giữ đàn ông ở bên mình xếp hàng dài chỉ để lợi dụng họ. Cô ấy sẽ giữ những người đàn ông cô ấy thích và cô ấy cảm thấy là có tiềm năng đến với người đó. Một cô gái có giá trị không play game, không chơi đùa vớ vẩn. Cô ấy có tiêu chuẩn. Đối với một người phụ nữ có giá trị thì cô ấy sẽ không dành thời gian để có thể cố gắng níu giữ những người mà không muốn ở trong cuộc đời của cô ấy. Nếu như bạn play game với tôi thì tôi sẽ cho bạn ra khỏi cái sự quan tâm của mình. Tôi sẽ cho bạn ra khỏi những mối quan hệ chất lượng mà tôi đang có. Vậy nên là một người con gái có giá trị, cô ấy sẽ không bao giờ phụ thuộc tình cảm của mình vào đàn ông. Và đương nhiên là đối với những chàng trai chưa trưởng thành, chưa có sự cân bằng về cảm xúc, lúc nóng, lúc lạnh, thoát ẩn, thoát hiện, thậm chí là ghost đi chăng nữa thì cô ấy cũng không bận tâm, không có quá nhiều cái sự ảnh hưởng. Tại vì cô ấy biết rằng
một người yêu mình thật sự sẽ đối xử với mình như thế nào. Cô ấy có đủ kiến thức để hiểu được một điều rằng nếu như một người yêu mình thực sự, họ sẽ không khiến mình phải rối bời, phải mệt mỏi, phải đau buồn và phải tự hỏi rằng mình sai ở đâu. Phụ nữ rất là dễ bị đàn ông thao túng tâm lý, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nếu như mà các bạn không biết giá trị của mình. Nếu như bạn là một cô gái và bản thân bạn gặp rất là nhiều những mối quan hệ gọi là mối quan hệ mập mờ, rồi là người ta không có rõ ràng tình cảm với bạn, người ta ghost bạn hoặc là người ta khiến bạn cảm thấy là mình sai, mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi, thì bạn phải quay trở về với chính mình. Bạn không nên đi theo nguồn năng lượng của ai hết. Bạn phải ở lại với mình để có thể bảo vệ cho cảm xúc của bạn. Một người con gái có giá trị ấy, thì đòi hỏi đàn ông phải chứng minh cho cô ta thấy tình yêu của anh ta như thế nào. Đấy là lý do vì sao mà cô ấy sẽ không bận tâm đến những chàng trai không yêu mình. Cô ấy sẽ không có thời gian cho những mối quan hệ như vậy. Cô ấy sẽ chỉ dành thời gian để có thể nâng cấp bản thân mình, khiến mình trở nên đẹp hơn, xinh xắn hơn, có nhiều những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, thay vì chỉ tập trung vào một người đàn ông nào đấy và cố gắng khiến anh ta yêu mình. Tư duy của những cô gái có giá trị cao luôn luôn là tôi chính là một món quà, phụ nữ luôn là phần thưởng, các bạn chính là những giá trị rất là tuyệt vời. Nhưng ai có được bạn thì họ đang sở hữu một món quà vô cùng tuyệt vời, và các bạn luôn là những món quà mà những người đàn ông cần phải nỗ lực cố gắng thì mới có được. Anh ta phải chứng minh là anh ta có tình yêu cho bạn, anh ta chứng minh anh ta có sự an toàn dành cho bạn, anh ta có thể tạo ra những điều tuyệt vời và dành cho bạn. Và đấy là lý do vì sao mà người con gái có giá trị cao, cô ấy sẽ không theo đuổi đàn ông. Cô ấy có thể bật những tín hiệu đèn xanh, cô ấy có thể chủ động tạo ra những cái điều kiện để đối phương có thể gần cô ấy hơn, nhưng mà cô ấy không theo đuổi đàn ông. Trời đã bắt đầu tối nên là San xin phép bật đèn lên. Bạn sinh ra là một người phụ nữ và bạn có thể sinh con, bạn có thể tạo ra một cái thế hệ mới. Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và các bạn nghĩ rằng một người đàn ông khi mà họ ra đời đi kiếm tiền rồi là đi làm rất là nhiều thứ, rốt cuộc cuối cùng là để làm gì? Anh ta sẽ cảm thấy đàn ông hơn khi anh ta chăm sóc cho cô gái của anh ta. Vậy nên là cái sự tồn tại của người phụ nữ trong cuộc đời của một người đàn ông ấy, nó vô cùng quan trọng. Tại vì nó khiến anh ta trở nên có giá trị. Chỉ cần mỗi cái sự tồn tại của bạn thôi, nó đã khiến anh ấy cảm thấy có giá trị trong cuộc sống. Tất cả những cái nỗ lực mong muốn cố gắng để đi ra ngoài phát triển rồi là kiếm tiền, rốt cuộc cuối cùng thì cũng là để chăm sóc cho gia đình của anh ta. Vậy thì các bạn đừng xem nhẹ giá trị của các bạn. Sinh ra là một người phụ nữ, các bạn đã rất là có giá trị rồi. Vậy nên người đàn ông sẽ cần phải chứng minh cho bạn. Bạn có thể cho người ta những cơ hội, nhưng mà đừng bao giờ quá dễ dàng để trao bản thân mình cho một ai đấy trong khi họ chưa chứng minh được rằng họ xứng đáng với bạn. Một người con gái có giá trị, cô ấy sẽ đề cao cái giá trị của việc giáo dục. Cô ấy sẽ coi trọng giáo dục hơn là tiền bạc. Cô ấy cũng sẽ coi trọng giáo dục nhiều hơn là khoe thân. Người ta vẫn hay tranh cãi rằng là có nên học đại học hay không, học đại học xong thì có kiếm việc được hay không. Câu chuyện của việc đi học đại học ấy, nó không chỉ đơn giản là việc sau này chúng ta đi kiếm tiền ít hay nhiều. Nó còn có rất là nhiều những giá trị về giáo dục khác. Và đấy cũng là lý do vì sao mà San lựa chọn đi sang Anh để du học lên thạc sĩ. Mặc dù khi mà ở Việt Nam ấy, mình có công việc, mình có công ty, nó kiếm cho mình một số tiền thoải mái để mình sống, và mình cũng dùng một phần tiền tiết kiệm của mình để mình đi du học, để mình học hỏi nhiều hơn, để mình phát triển nhiều hơn. Và chúng ta không bao giờ được ngừng học hỏi và luôn luôn đầu tư cho giáo dục. Khi mà San sang đây nhá, chưa nói đến những cái kiến thức ở trên trường, mình chỉ để ý đến cái cách mà những thầy cô đối xử với học sinh, cái cách mà thầy cô giảng dạy và cách mà thầy cô nói chuyện ấy, thì mình đã cảm thấy là nó rất là tôn trọng, nó rất là hỗ trợ, rất là tuyệt vời. Vừa rồi thì San cũng có một số vấn đề phải quay trở về Việt Nam, thì mình cũng gửi email để thông báo là mình sẽ nghỉ học vào ngày đấy. Họ trả lời email rất là lịch sự và rất là hỗ trợ, kiểu tôi rất là thông cảm cho bạn, và nếu như có bất cứ một khó khăn gì trong cái việc mà tiếp thu kiến thức thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để có personal tutor cho các bạn. Đấy, thực sự là khi mà chúng ta đi học cao hơn là để chúng ta gặp những người mà họ được giáo dục tốt hơn và xem cách mà họ nói chuyện, ứng xử và học hỏi từ họ.
Mình không muốn mention đến những thứ liên quan là bệnh thành tích trong giáo dục hay là gì, tại vì bất cứ một ngành nghề hay là một cái phần nào của cái thế giới này nó đều có những cái góc khuất của nó hết. Tuy nhiên, nếu như bản thân Sun và dành lời khuyên cho những cô gái ở ngoài kia thì hãy đầu tư vào việc học, hãy tập trung cho việc học hành, cố gắng học, cố gắng cho mình những trải nghiệm trong cuộc sống. Nó không hẳn là chỉ để nhận một cái bằng đơn giản đâu các bạn. Hành trình mà Sun đi học thạc sĩ đây có rất là nhiều điều để chia sẻ cho các bạn, nhưng mà mình sẽ nói sau ha. Nhưng mà mình thấy mình học được rất là nhiều. Các bạn đừng có bỏ học để rồi là đi ra làm công việc chân tay nào đấy chỉ là cuối cùng cũng là để kiếm tiền thôi. Tại sao phải học trong khi cuối cùng cũng là để kiếm tiền? No. Chúng ta sống trong cuộc đời này không chỉ để kiếm tiền. Kiếm tiền chỉ là một cái phần gọi là rất là cơ bản, căn bản chúng ta phải có để chúng ta tồn tại. Tuy nhiên cái việc quan trọng hơn ấy, đấy chính là cái việc nâng cao nhận thức của mình, cho mình tri thức, cho mình sự bền vững về trong suy nghĩ, trong cái giá trị. Và cái việc học nó sẽ giúp chúng ta có một sự trau dồi về văn hóa. Người ta gọi là có văn hóa đấy các bạn, gọi là có văn hóa và không có văn hóa thì một người con người có giá trị cao ấy, cô ấy rất biết cách ứng xử. Rất biết cách ứng xử. Ở Việt Nam chúng ta rất là dễ thấy những cái việc như là chạy ra đường rồi là xé quần xé áo và đánh đập nhau vì là người thứ ba, vì là trà xanh rồi là đánh ghen các thứ đó. Nhưng mà với những người mà họ có những cái suy nghĩ học thức hơn, tri thức hơn, họ sẽ không có làm như vậy. Tại vì tại sao mình phải đánh cô gái kia trong khi cái người có lỗi lớn nhất chính là chồng của mình? Người đàn ông đấy mà không cho phép thì người con gái kia còn lâu mới bước được vào. Vậy thì câu chuyện ở đây phải học là để nâng cao nhận thức của mình, nâng cao văn hóa của mình. Và không bao giờ được nghĩ đến việc rằng là thôi cứ bỏ học rồi là ra kiếm một công việc gì đấy để làm, cứ đi làm để kiếm tiền. Các bạn cứ học đi, học kiểu gì các bạn cũng sẽ có những cái cơ hội. Hãy đề cao việc học hành của các bạn. Ở những cái lứa tuổi trẻ, mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi, cứ tập trung vào bản thân mình, học hành, công việc, sự nghiệp của riêng bạn. Đừng quá tập trung nhiều đến việc yêu đương. Điều này không có nghĩa rằng các bạn không được yêu, nhưng ở một cái suy nghĩ, một cái nhận thức mà nó hơi bị thấp thì chúng ta dễ gặp những người đàn ông không tốt. Các bạn đương nhiên cũng có thể trải nghiệm nó, và thường thì chúng ta sẽ trải nghiệm nó ở những cái lứa tuổi trẻ như vậy. Nhưng mà hãy đảm bảo rằng sau những mối quan hệ như vậy, các bạn sẽ học được điều gì mới, các bạn sẽ có một bài học gì mới dành cho riêng mình. Và nếu như các bạn tập trung vào bản thân, các bạn nâng cao nhận thức bản thân, nâng cao tần số của bạn, nâng cao tri thức văn hóa, các bạn sẽ gặp được người tốt hơn. Và đương nhiên cũng cần có một cái sự rèn luyện rất là lớn trong cái việc kiểm soát cảm xúc bản thân của chúng ta. Nghĩa là nếu như bạn rất là thường xuyên la mắng người khác, chửi bới người khác, rất là thường xuyên gọi là tức giận và không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình, thì chúng ta cũng nên xem lại. Một người con gái có giá trị cao, cô ấy biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Cô ấy biết rằng mình nên đối xử với mình và với người khác như thế nào. Nhiều khi các bạn hay nói là tôi rất là thẳng tính, tính tôi là như vậy đó. Chịu, chịu, không chịu thì thôi. Người ta trước mặt người ta có thể chịu đựng bạn ấy, nhưng mà đằng sau người ta vẫn sẽ xem thường bạn. Tại vì bạn là một người không biết cách kiểm soát cảm xúc. Cố gắng biến mình thành một nạn nhân trong một cái hoàn cảnh, một trường hợp mà mình hoàn toàn sai. Và đương nhiên là giọt nước mắt nên rơi đúng lúc. Giọt nước mắt của bạn không phải là thứ rẻ mạt, để lúc nào bạn cũng khóc. Một cô gái có giá trị cao ấy, cô ấy biết cách khóc đúng lúc. Không phải là cứ lấy nước mắt ra để yếu đuối và để khiến người khác phải xuống nước. Mặc dầu đương nhiên nước mắt của con gái luôn là một thứ vũ khí rất là quan trọng, nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng ai cũng có thể khiến cô ấy khóc. Kiểm soát cảm xúc của bản thân rất là quan trọng. Cô ấy chắc chắn sẽ không khóc trước mặt một chàng trai mà đã bỏ rơi cô ta. Cô ấy sẽ không bao giờ khóc lóc và năn nỉ, ỉ ôi, cầu xin một người phụ tình quay trở về với mình. Không. Cho dù có đau đớn nhường nào đi chăng nữa, có yêu người ta nhường nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng biết đây không phải là người dành cho mình. Cô ấy có thể khóc, nhưng mà quay mặt đi rồi mới khóc. Và khóc cho mình, không phải khóc vì cần sự thương hại hay là cần sự quay lại của bất kỳ ai. Giọt nước mắt của bạn nên là thứ cần được tiết kiệm và cần được sử dụng đúng lúc. Kiểm soát cảm xúc và trở thành một người có trí tuệ về cảm xúc sẽ khiến các bạn trở nên giá trị hơn rất nhiều. Đứng trước những khó khăn, những stress, những mệt mỏi của cuộc sống, bạn biết cách cân bằng lại và tiếp tục đi tiếp mà không bị những cái thứ xung quanh đè nén hay là lôi mình xuống, thì chắc chắn
trước sau gì rồi bạn cũng sẽ thành công trong cái lĩnh vực của riêng bạn. Và bạn cũng sẽ trở thành một người rất là hạnh phúc, độc lập và không phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác. Một người con gái có giá trị, cô ấy sẽ có những mối quan hệ giá trị. Only quality people. Đây là một nguyên tắc rất là quan trọng, bởi vì các mối quan hệ có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của một con người. Khi mà cô ấy đã có mối quan hệ với bản thân mình tốt rồi, thì điều tiếp theo đấy chính là mối quan hệ với những người xung quanh. Và cô ấy biết rằng mình không cần nhiều bạn, mình cần những mối quan hệ chất lượng. Một cô gái có giá trị, cô ấy có thể là quen biết nhiều bạn bè, tại vì là cô ấy đi nhiều, gặp gỡ nhiều. Nhưng mà quen biết thì nó khác với những cái mối quan hệ thân thiết, để có thể kể cho nhau nghe những cái câu chuyện trong cuộc sống, hay là để nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Cô ấy biết rằng mình chỉ nên tập trung vào một cái nhóm người nho nhỏ, nhưng mà đấy là những người bạn bè thật sự. Chúng ta có thể làm bạn với tất cả mọi người, với bất kỳ ai, không nhất thiết họ phải có chức cao vọng trọng. Chúng ta nên có khả năng là bắt chuyện được với tất cả mọi người và nói chuyện được với tất cả mọi người, nhưng chúng ta biết chọn người để thân thiết, để nuôi dưỡng cái mối quan hệ. Người mà các bạn gặp một lần trong một năm ấy sẽ cần phải khác với một người mà bạn gặp hàng tuần. Hãy giới thiệu cho tôi 5 người mà bạn tiếp xúc nhiều nhất và tôi sẽ nói bạn là ai. Nó luôn rất đúng, tại vì bạn sẽ dành nguồn năng lượng với những người mà có cái năng lượng tương tự với bạn. Đây là suy nghĩ cá nhân của Sun thôi. Mình tiếp xúc thì mình thấy rằng là những cái đứa mà càng khó tính, có tiêu chuẩn thì càng ít bạn bè. Nhưng mà chơi với những cái đứa đấy thì mới có một quan hệ giá trị. Tại vì nó khó tính, nó chọn lọc và nó cũng biết cách để đối xử với mọi người xung quanh. Vậy nên là cái mối quan hệ đấy nó thường khá là lâu dài. Thì những người mà họ sẽ hơi khó tính một chút, bản thân họ sẽ biết rằng là cái thời gian của họ có giá trị, vậy nên là họ cũng không dành cho tất cả mọi người. Còn thường những người mà họ có rất là nhiều bạn bè thì tính của họ rất là thân thiện. Nhưng mà đi cùng thân thiện là cái sự dễ dãi, ai cũng chơi hết, ai cũng dành thời gian hết, rồi rốt cuộc cuối cùng không có ai thực sự thân cả. Bởi vì bạn là một người có giá trị cao, vậy nên là thời gian của bạn rất là quý giá, và không phải ai cũng có thể bước vào cuộc sống của bạn. Không phải ai cũng sẽ có thể bước vào cuộc sống của một cô gái có giá trị. Vậy nên là cô ấy sẽ chỉ có một circle bạn bè nhỏ, nhưng mà đó là những người lắng nghe cô ấy, là những người có thể đưa lại những cái giá trị cho nhau, là những người mà làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên tuyệt vời hơn. Và họ vẫn cùng nhau phát triển mỗi ngày mà không mang đến những cái drama. Tại vì thực sự Sun cũng đã từng ở trong những mối quan hệ bạn bè mà mỗi lần gặp nhau ấy cảm thấy drama vô cùng, tại vì là chẳng có gì nói ngoài việc nói xấu người khác. Và một điều nữa, đấy chính là đối với những người có giá trị cao ấy thì họ sống khá là kín đáo. Nghĩa là cái việc mà cô ấy ngày hôm nay làm gì ở đâu ấy, cô ấy sẽ không thông báo cho cả thế giới biết. Cô ấy sẽ không đăng story hàng ngày để thông báo cho cả thế giới rằng à tôi ăn món này này, tôi đang đi đâu này, tôi đang làm gì này, không. Bởi vì cô ấy biết rằng thông tin cá nhân của mình chính là tài sản. Về việc cô ấy yêu ai, cô ấy hẹn hò với ai cũng sẽ không có công khai ở trên mạng xã hội, tại vì không cần thiết. Nói chung, nhìn chung thì những cô gái có giá trị cao không thường xuyên đăng tất cả những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình ở trên mạng xã hội. Có thể là chúng ta quen với cái điều chia sẻ như thế, nhưng mà không phải ai cũng xứng đáng được biết về cảm xúc của bạn. Không phải ai cũng xứng đáng để biết bạn đang nghĩ gì. Chúng ta sẽ cần phải xem xét điều này. Kể cả khi mà Sun bảo rằng các bạn buồn, các bạn mệt mỏi, hay là các bạn có thành công đi, các bạn có niềm vui đi, các bạn cũng cần phải chọn người để chia sẻ. Bởi vì không phải ai cũng sẽ vui cho niềm vui của bạn, và không phải ai cũng sẽ buồn cho nỗi buồn của bạn. Đáng tiếc, đấy là sự đời, đấy là cuộc sống. Vậy thì một người con gái thông minh, có giá trị cao, cô ấy biết mình nên chia sẻ điều gì vào lúc nào và như thế nào cho nó phù hợp. Nếu như bạn suốt ngày kể lể cái cuộc đời của mình ở trên mạng xã hội, bạn đưa tất cả những câu chuyện trong gia đình của bạn lên mạng xã hội, bạn hoàn toàn không coi trọng bản thân mình. Bạn đi du lịch ở đâu không nhất thiết là bạn cần phải check in ngay lập tức. Bạn có thể check in khi bạn đã đến một nơi khác rồi. Nó cũng là cách để đảm bảo an toàn cho mình. Và vì vậy nên khi mà gặp những người mới, có thể là bạn bè hoặc là những chàng trai muốn tìm hiểu hẹn hò ấy, thì cũng không đơn giản để cô ấy có thể kể về những cái thông tin cá nhân của cô ấy. Trừ khi cô ấy cảm thấy thoải mái rồi, có thể chia sẻ từng tí một. Tại vì thông tin chính là tài sản và cô ấy hiểu điều đó. Và những người mà càng có giá trị, họ càng sống kín đáo. Họ không có muốn show up nhiều, họ cũng không muốn cái sự chú ý nhiều từ người khác. Tại vì họ biết những thứ đấy không mang lại giá trị. Những người giá trị cao, họ sẽ tập trung vào những thứ thực sự mang lại giá trị cho họ.
Vậy nên là việc mà chúng ta update mọi thứ trên mạng quá nhiều nó cũng không hẳn là hay. Một cái mention nho nhỏ để chính là về cơ thể của bạn. Đương nhiên việc bạn đăng bikini các thứ vẫn là tùy theo sở thích của bạn. Chúng ta muốn người ta yêu mình vì con tim, vì lòng yêu thương, sự tốt bụng, nhân cách hay là cái sự vui vẻ, tính cách gọi là hòa đồng thân thiện hay là sự thông minh. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài đấy chính là cơ thể. Và một cô gái có giá trị cao, cô ấy biết rằng người khác nên nhìn nhận cô ấy về nhân cách, về tính cách, về quan điểm sống hơn là về cơ thể của cô ấy. Cô ấy tôn trọng cơ thể của mình, rất tôn trọng cơ thể của mình, để biết rằng không phải ai cũng có thể được chiêm ngưỡng nó một cách miễn phí.